ứng dụng công nghệ trong phòng chống Covid-19. Du khách thực hiện thông điệp 5K. Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Tân Cảng Cái Mép Thị Vải đón chuyến tàu đầu tiên khai thác tuyến dịch vụ CES. Bà Rịa Vũng Tàu nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI. Những thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 sẽ mở đầu vòng quay 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị, dịch Covid-19 là đang tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ra những tác động không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Trong cuộc chiến này, chỉ khi ở thế chủ động, phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì chúng ta mới có thể giành được phần thắng. Như quý vị cũng đã thấy, thực tế đã chứng minh một trong những yếu tố quan trọng góp phần tích cực kiểm soát dịch bệnh chính là việc triển khai các giải pháp công nghệ. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng chống và truy vết COVID-19 trong cộng đồng nhằm đảm bảo duy trì trạng thái bình thường mới, giúp người dân chung sống an toàn với dịch bệnh và phát triển sản xuất. Phát hiện nhanh, chính xác, ít tốn kém, nhưng vẫn bảo đảm bảo mật thông tin nhờ ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp. Đó là những ưu điểm nổi bật của ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần Bluezone, sản phẩm chung của cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam. Ra mắt vào tháng 4 năm 2020, ứng dụng này đã nhanh chóng phát huy hiệu quả trong công tác truy vết, đặc biệt trong đợt bùng phát dịch thứ hai ở Việt Nam. Đợt này đã có hơn 30 triệu lượt tải. Nếu có một ca bệnh trong cộng đồng, thì hoàn toàn là vì người dân sử dụng thường xuyên thì nên cái hiệu quả để mà truy vết tiếp xúc cũng được rất là nâng cao. Là hiện nay thì ứng dụng Bluezone chúng tôi đã nâng cấp một số các phiên bản mới. Nó sẽ hỗ trợ rất là đắc lực cho cái việc xác định truy vết những cái trường hợp lây nhiễm, những trường hợp có tiếp xúc gần, và nó giúp cho cái việc khoanh vùng dập dịch được diễn ra nhanh chóng mà thuận lợi. Mặc dù ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần Bluezone hay ncov hoặc hệ thống khai báo cho người nhập cảnh và bản đồ chống dịch an toàn Covid-19 đều không phải là sản phẩm mới, nhưng bộ giải pháp công nghệ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới này vẫn là kinh nghiệm hữu ích được đúc kết qua các đợt dịch. Đặc biệt, hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng đã được nghiêm túc triển khai và phát huy hiệu quả. Việc các địa phương và người dân sử dụng và khai thác hiệu quả bộ giải pháp sẽ giúp cho phạm vi khoanh vùng chính xác hơn, giảm bớt việc cách ly nhầm và phải cách ly trên diện rộng. Khi đó xã hội có thể được duy trì hoạt động bình thường, nhà máy, khu công nghiệp, các địa điểm kinh doanh có thể tiếp tục hoạt động sản xuất, giao thương buôn bán mà vẫn có thể giúp kiểm soát được cái dịch bệnh. Bộ giải pháp công nghệ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới của Bộ Thông tin Truyền thông cũng đưa ra những hướng dẫn rất cụ thể đối với việc phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, tại nơi làm việc, trường học, nhà chung cư, trong gia đình, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, đồng thời hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng và thực hiện công tác truy vết. Đây là sự kết hợp của các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, các giải pháp công nghệ và các biện pháp hành chính của chính quyền. Chúng tôi hy vọng sẽ nhiều hơn nữa các doanh nghiệp công nghệ số chung tay chống dịch để Việt Nam chiến thắng dịch. Cũng hy vọng rằng một số ứng dụng này sẽ đi ra toàn cầu và góp phần giúp thế giới chống dịch thành công. Có thể nói bộ giải pháp công nghệ này giống như liều vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, vaccine sẽ chỉ phát huy tác dụng nếu được tiêm phòng trước khi nhiễm bệnh. Chính vì vậy, để cuộc chiến chống Covid-19 đi đến thắng lợi, thì ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh của người dân vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, thành phố Đà Nẵng đã đón khoảng 130.000 du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Bên cạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương, đa số du khách đã tuân thủ và thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế khi đến các địa điểm du lịch. Tại Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà Nẵng, tất cả du khách đến đây tham quan đều được đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn và ghi lại thông tin như thế này. Thực hiện phòng dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế cũng là quy định được bảo tàng áp dụng đối với du khách trong suốt quá trình tham quan. Khách vào tham quan thì thực hiện 5K, tức là đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo nhiệt độ và sát khuẩn và giữ khoảng cách giữa người này và người khác. Khi mà khách vào tham quan thì phải chấp hành đúng cái nội quy. Tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách đến với Đà Nẵng, đơn vị quản lý đã huy động tối đa nhân lực để nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, không tập trung quá đông người ở một khu vực. Ghi nhận tại một số điểm tham quan du lịch tại Đà Nẵng cho thấy, hầu hết du khách đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch và thông điệp 5K của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng. Gia đình mình đi đến đâu thì cũng thực hiện đúng 5K giữ khoảng cách, khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế và không tụ tập đông người. Cho nên là có những cái nơi mà khi mình đi tham quan qua thì cảnh đẹp thì mình chụp hình thì mình mới lái khẩu trang. Việc thực hiện tốt thông điệp 5K của người dân và du khách sẽ góp phần không nhỏ vào công tác vừa phòng chống dịch và phát triển kinh tế tại Đà Nẵng, nhất là với du lịch, lĩnh vực đang dần khôi phục trở lại trong thời gian gần đây. Những năm gần đây, lễ 30 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều gia đình hoặc là nhóm bạn chọn cách ở lại thành phố thay vì đi chơi xa. Chính vì thế, các trung tâm thương mại với nhiều hoạt động vui chơi, ăn uống, giải trí luôn là điểm đến hấp dẫn. Vui lễ nhưng không quên phòng dịch cũng chính là thông điệp mà mỗi người dân cần ghi nhớ để chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngay sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Không đi chơi xa nên nhiều gia đình đổ về các siêu thị, trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để mua sắm, ăn uống và giải trí. Theo ghi nhận của các hệ thống siêu thị, thì sức mua trong dịp lễ này tăng khoảng 30% so với ngày thường. Cùng với các gói kích cầu giảm giá từ 20-50%, hàng hóa đa dạng, không gian mát mẻ, tiện ích, thì các siêu thị cũng là điểm đến an toàn cho những gia đình chọn ở lại thành phố dịp lễ này. Dịch bệnh cho nên là nhà cũng không có đi chơi đâu, chỉ ở nhà gia đình với nhau thôi, rồi đi siêu thị mua đồ về nấu ăn thôi. Thì tới siêu thị thấy gần như là 100% mọi người đeo khẩu trang. Do lượng khách đông nên công tác phòng dịch luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Từ việc bố trí lực lượng kiểm tra đo thân nhiệt, nhiều nơi còn bố trí nhân viên túc trực để nhắc nhở người dân nghiêm túc đeo khẩu trang và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch như rửa tay, sát khuẩn, hoặc giữ khoảng cách, không tụ tập quá đông đúc tại một điểm. Ngoài mua sắm, các gia đình cũng cho con em của mình giải trí tại các điểm vui chơi dành cho trẻ em. Đặc biệt, các rạp chiếu phim cũng là điểm hẹn lý tưởng trong dịp nghỉ lễ này, với nhiều bộ phim bom tấn của điện ảnh Việt Nam và thế giới vừa ra mắt đã lập tức hút khách. Tuy nhiên, vui chơi giải trí nhưng các bạn trẻ vẫn không quên chủ động phòng dịch. Dịp lễ này thì tụi em không có dám đi chơi xa, tại vì tụ tập đông người á, là sợ cái bùng phát dịch lại nên tụi em chỉ chọn là chơi vòng vòng trong thành phố. Nhưng mà thường tụi em đi là đi tầm giờ giấc trưa á. Giờ này thì cái số lượng người ta ra đường cũng ít. Lễ 30 tháng 4 là một trong những kỳ nghỉ lễ được trông đợi trong năm, bởi thường được kéo dài từ 3 tới 4 ngày. Nhiều gia đình thường có kế hoạch đi chơi xa từ sớm. Tuy nhiên những năm gần đây, nhiều gia đình chọn cách ở lại thành phố thay vì đi chơi xa, nhằm để tránh bị đông đúc và dịch vụ kém. Đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thì tiêu chí an toàn luôn được các gia đình đặt lên hàng đầu. Vui lễ nhưng không quên phòng dịch. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, nắng nóng gay gắt và xuyên suốt các ngày lễ, thế nên các điểm du lịch biển Bà Rịa Vũng Tàu càng thu hút đông khách du lịch. Do đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên tục tăng cường những biện pháp phòng dịch, trong đó có những biện pháp mạnh như là dừng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng các sự kiện, chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi quy mô đông người. Dù vậy, du khách vào Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đông và các cấp ngành chức năng các địa phương có biển ở Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng loạt ra quân để vừa đảm bảo cho du khách tắm biển, tham quan vui chơi an toàn, vừa tuân thủ nghiêm những quy định phòng dịch. Đón hơn 70.000 lượt khách ở ngày 30 tháng 4 và tăng lên hơn 100.000 lượt khách vào ngày 1 tháng 5. Từ ngày 1 tháng 5, thành phố Vũng Tàu đã lập 15 chốt giám sát y tế ngay tại các bãi biển để kiểm soát và nhắc nhở, hướng dẫn du khách, người dân địa phương phải đeo khẩu trang, không tập trung đông người khi xuống biển. Mọi trường hợp không thực hiện đều bị xử lý nghiêm. Đến hôm qua 2 tháng 5, lượt khách đến Vũng Tàu giảm dần. Thống kê sơ bộ của ngành chức năng cho thấy Vũng Tàu đón hơn 45.000 lượt khách. Dù vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn huy động các lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh cùng tham gia kiểm soát tình hình phòng dịch Covid-19, đồng thời bố trí thêm 2 chốt giám sát y tế ở khu vực bãi biển, bãi tắm. Tại 17 điểm chốt này, các lực lượng chức năng ứng trực thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân và du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tụ tập đông người. Vũng Tàu đã huy động toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó đặc biệt là điều động nhân sự ở các phường không trực tiếp phục vụ khách du lịch đến các phường có số lượng khách du lịch đông ở phía biển. Các nội dung có liên quan đến việc triển khai thì thành phố đã thiết lập điểm giám sát y tế cộng đồng, trong đó có nội dung là phát khẩu trang trong trường hợp một du khách quên không mang và thực hiện giám sát nghiêm, nhắc nhở, và nếu trong trường hợp du khách nhắc nhở rồi vẫn tiếp tục thì chúng tôi sẽ xử phạt. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng dịch Covid-19, nhất là trong những ngày lễ, từng đơn vị, các phường ven biển của thành phố Vũng Tàu đều xây dựng kế hoạch chi tiết và huy động tối đa nhân lực. Hầu hết người dân và du khách cũng ý thức cao trong phòng chống dịch bệnh. Em đi du lịch thì em vẫn biết là dịch nên là em vẫn tuân thủ luật của mọi nơi là phòng chống, là đeo phải khẩu trang, là phải sử dụng nước xà phòng để khử trùng. Nói chung là đảm bảo tiêu chuẩn 5K của quy định của nhà nước đem ra để phòng chống dịch cho người mọi nơi. Theo báo cáo của ngành chức năng, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, các lực lượng chức năng của thành phố Vũng Tàu đã xử phạt 24 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Một số nhóm du khách tụ tập đông người đã được lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở và giải tán. Những ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, cả hệ thống chính trị huyện Xuyên Mộc đều được huy động để thực hiện công tác phòng dịch COVID-19. Lãnh đạo huyện trực tiếp kiểm tra xử lý vướng mắc liên quan đến phòng chống dịch. Huyện đã thành lập 5 tổ phản ứng nhanh thường xuyên ứng trực ở các điểm công cộng có đông người dân vui chơi giải trí trong những ngày lễ, nhất là những điểm du lịch, để tuyên truyền nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ nghiêm quy định 5K. Là chúng tôi đã triển khai bằng văn bản đến các xã, thị trấn, các khu du lịch, các cơ quan đơn vị thực hiện triệt để 5K. Thứ hai nữa là huyện cũng đã thành lập 5 cái tổ để đi kiểm tra cái công tác phòng chống dịch, đặc biệt là những cái nơi như là tàu, xe, các khu du lịch, các cái khu mà bãi tắm công cộng. Và ngoài 5 cái đoàn đó thì là những cái đoàn công tác đều kiểm tra đột xuất và tùy theo cái trách nhiệm nhiệm vụ của mình từng lĩnh vực một. Ở các bãi tắm công cộng, chợ hải sản đều có chốt kiểm dịch, loa tuyên truyền lưu động hoạt động hết công suất. Chính sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền ngành chức năng nên khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại Xuyên Mộc được cảm thấy yên tâm, đồng thời thêm ý thức trách nhiệm phòng dịch COVID-19 với địa phương. Tính từ 30 tháng 4 đến 2 tháng 5, Xuyên Mộc đã đón khoảng 45.000 lượt du khách. Tôi cảm thấy rất là yên tâm về công tác phòng chống dịch tại Xuyên Mộc và tôi cảm thấy rất là an toàn khi về nhà. Và ra đến biển thì được công tác của bên chính quyền hỗ trợ về khử khuẩn và đeo khẩu trang. Thì tôi rất cảm ơn về điều này, những cái giá trị rất là nhân văn của huyện Xuyên Mộc đã mang đến cho du khách. Tại các khu nghỉ dưỡng dọc biển Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ trong những ngày lễ cũng vừa đón khách vừa siết chặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Điều này khiến du khách thấy hài lòng và yên tâm hơn khi chọn vùng biển Long Điền, Đất Đỏ làm điểm đến. Có hơn 160.000 lượt du khách đã đến tham quan nghỉ dưỡng tắm biển ở hai địa phương này trong 3 ngày nghỉ lễ từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Tôi thấy là ở đây rất là nghiêm túc, khi vừa đợi xe tới là đã yêu cầu khách đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và rửa tay. Tôi thấy là rất yên tâm, thoải mái rồi mọi người ai cũng đeo khẩu trang. Ý thức tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cộng thêm sự vào cuộc quyết liệt thường xuyên của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, phần lớn du khách và người dân tại vùng biển Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Nối tiếp vòng quay 24 giờ là những thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2021 ước tính đạt 30,4 ngàn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 6,6% so với kế hoạch năm 2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 98,7 ngàn tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn trung ương quản lý đạt 15,1 ngàn tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch năm và tăng 25,5%. Vốn địa phương quản lý đạt 83,6 ngàn tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch năm và tăng 14,8%. Thưa quý vị, tàu Grand Run 25 khai thác tuyến dịch vụ CES của hãng tàu China United Line, tên thường gọi là CU Light, đã cập cảng Tân Cảng Cái Mép TCTT hôm qua 2 tháng 5. Đây là lần đầu tiên tuyến dịch vụ CES vào Cái Mép Thị Vải và cập cảng TCTT để đánh dấu mở tuyến tại Cái Mép Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuyến CES có lộ trình kết nối Cái Mép với các cảng trên tuyến đường hàng hải Á-Âu, là tuyến dịch vụ mới của hãng tàu China United Line, nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa mạnh mẽ do thị trường khu vực châu Á và châu Âu. Tuyến dịch vụ CES được mở là minh chứng thành công của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với EU. Việc Cái Mép Thị Vải có thêm tuyến CES càng thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua các cảng Tân Cảng Sài Gòn nói chung, cảng TCTT nói riêng. Trong những tháng gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phục hồi của ngành logistics. Thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa cũng có những dấu hiệu tích cực. CU Light và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp trong những năm qua. Hy vọng với sự hỗ trợ của các đối tác khách hàng, CU Light có thể phát triển tuyến châu Âu này tốt hơn để nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì tuyến 2 lần một tuần. Chúng tôi mong Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và CU Light sẽ phát triển hơn nữa. Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất, giải pháp đồng bộ, phong cách phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp nhằm đem đến những giá trị gia tăng cho các hãng tàu khi đến khai thác tại đây. Chúng tôi hiểu rằng lựa chọn của hãng tàu CU Light là một cơ hội lớn cho cảng TCTT và chúng tôi thực sự trân trọng sự hợp tác này. Sự kiện tàu Gen 225 khai thác tuyến dịch vụ CES lần đầu tiên cập cảng TCTT, khu vực Cái Mép Thị Vải, cũng thêm lần nữa khẳng định uy tín và năng lực khai thác cảng container của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung, cảng TCTT nói riêng, đồng thời khẳng định vị thế cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải tại Bà Rịa Vũng Tàu là điểm trung chuyển quốc tế hấp dẫn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, theo công bố mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu được nâng lên một bậc, đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Cũng với thứ hạng này, Bà Rịa Vũng Tàu đứng thứ 3 trong vùng Đông Nam Bộ, chỉ sau Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều biện pháp để chỉ đạo điều hành, cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào thực tiễn của tỉnh, như đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thành lập ban chỉ đạo và đôn đốc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Hàng ngày, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành địa phương đều dành thời gian từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 để nghe ý kiến của doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều vướng mắc của doanh nghiệp được tháo gỡ kịp thời. Ủy ban tỉnh giao trách nhiệm cho lãnh đạo các sở ngành đẩy nhanh cái thủ tục cải cách hành chính, rồi thủ tục giải quyết nhanh các cái thủ tục đầu tư nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp. Một mặt là cũng phải tăng cường vai trò trách nhiệm của các chuyên viên, cán bộ để thực hiện tiếp công việc, tiếp cận với doanh nghiệp để là hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh cái quy trình thủ tục để rút ngắn cái thời gian là thực hiện các thủ tục đầu tư. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020 của Bà Rịa Vũng Tàu đứng thứ 15 trong tổng số 63 tỉnh thành cả nước với 65,48 điểm, nằm trong nhóm khá của cả nước. Như vậy, trong 2 năm gần đây, Bà Rịa Vũng Tàu liên tục tăng hạng PCI. Thể hiện cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc là ngày càng đẩy mạnh hơn các cái công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký hồ sơ thủ tục kinh doanh, rồi các cái công tác tiếp xúc doanh nghiệp để giải quyết vướng mắc những khó khăn của doanh nghiệp một cách kịp thời nhất, hiệu quả nhất, thì đó cũng là một cái động lực giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn và cũng là một cái để góp phần cho các cái chỉ số của tỉnh về cái năng lực cạnh tranh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian vừa qua có những cải thiện đáng kể ạ. Triển khai thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị 05 về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, với mục tiêu đưa Bà Rịa Vũng Tàu vào nhóm 10 tỉnh thành đạt chỉ số PCI cao nhất nước.